Chào mừng các bạn đến với tiết luyện từ và câu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài mở rộng vốn từ dũng cảm. Trước khi vào bài mới, chúng ta sẽ kiểm tra bài cũ. Hãy xác định chủ ngữ và vị ngữ trong câu sau đây. Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Đây là mẫu câu ai là gì? Chúng ta hãy nhanh chóng xác định bộ phận chủ ngữ và vị ngữ của câu này. Các bạn hãy thực hiện. Các bạn đã có đáp án chưa nào? Chủ ngữ là vừa buồn mà lại vừa vui. Còn vị ngữ mới thực là nỗi niềm bông phượng. Cô hy vọng rằng chúng ta sẽ làm đúng câu này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ qua bài mới. Mở rộng vốn từ dũng cảm. Các bạn hãy mở sách tiếng Việt 4 trang 73. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện 3 bài tập. Bài 1, bài 2, bài 3. Riêng bài 4 là bài giảm tải. Chúng ta cùng bước vào bài 1. Tìm những từ cùng nghĩa với dũng cảm trong các từ dưới đây. Gan dạ, thân thiết, hòa thuận, hiếu thảo, anh hùng, anh dũng, chăm chỉ, lễ phép, chuyên cần, can đảm, can trường, gan góc, gan lì, tận tụy, tháo vát, thông minh, bạo gan, quả cảm. Trước hết chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cùng nghĩa là như thế nào. Từ cùng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau. Vậy để xem dũng cảm là như thế nào. Dũng cảm là dám đương đầu với khó khăn, nguy hiểm để làm những việc nên làm. Chúng ta hãy dùng bút chì để gạch chân những từ cùng nghĩa với dũng cảm. Các bạn hãy thực hiện. Để xem đáp án của các bạn có trùng với đáp án của cô không nhé. Những từ cùng nghĩa với dũng cảm là gan dạ, anh hùng, anh dũng, can đảm, can trường, gan góc, gan lì, bạo gan và quả cảm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những từ mà chúng ta vừa gạch chân có ý nghĩa gì nhé. Gan dạ là có tinh thần không lùi bước trước nguy hiểm, không sợ nguy hiểm. Anh hùng là có tài năng và dũng khí hơn hẳn người thường, nên làm nên những việc được người đời ca tụng. Anh dũng là dũng cảm quên mình. Can đảm, có dũng khí để không sợ nguy hiểm, đau khổ. Can trường là không sợ nguy hiểm. Gan góc, có tinh thần dám đương đầu với mọi sự nguy hiểm. Gan lì, gan đến mức như trơ ra, không biết sợ là gì. Bạo gan là có gan làm những việc người khác thường e sợ, e ngại. Quả cảm, có quyết tâm và dũng khí, dám đương đầu với nguy hiểm để làm những việc thấy cần phải làm. Như vậy, chúng ta vừa tìm những từ cùng nghĩa với dũng cảm. Các bạn có thể sử dụng những từ này để thay thế cho từ dũng cảm khi chúng ta muốn nói về một người có tính dũng cảm hay là một hành động dũng cảm.
Chúng ta tiếp tục sang bài 2. Ghép từ dũng cảm vào trước hoặc sau từng từ ngữ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa: tinh thần, hành động, xông lên, người chiến sĩ, nữ du kích, em bé liên lạc, nhận khuyết điểm, cứu bạn, chống lại cường quyền, trước kẻ thù, nói lên sự thật. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện ghép từ dũng cảm vào trước hoặc sau những từ. Cô sẽ làm ví dụ cho các bạn. Bắt đầu với từ tinh thần, chúng ta sẽ ghép từ dũng cảm vào phía sau. Như vậy chúng ta sẽ có cụm từ tinh thần dũng cảm. Tương tự như vậy, các bạn hãy ghép từ dũng cảm vào phía trước hoặc phía sau để chúng ta có những cụm từ. Các bạn hãy thực hiện. Chúng ta hãy cùng sửa bài nhé. Từ hành động ghép với từ dũng cảm. Ở phía sau chúng ta có từ cụm từ hành động dũng cảm. Với từ xông lên, chúng ta có cụm từ dũng cảm xông lên. Với từ người chiến sĩ, chúng ta có cụm từ người chiến sĩ dũng cảm. Với từ nữ du kích, chúng ta có cụm từ nữ du kích dũng cảm. Với từ em bé liên lạc, chúng ta có cụm từ em bé liên lạc dũng cảm. Với từ nhận khuyết điểm, chúng ta có cụm từ dũng cảm nhận khuyết điểm. Với từ cứu bạn, chúng ta có cụm từ dũng cảm cứu bạn. Với từ chống lại cường quyền, chúng ta có cụm từ dũng cảm chống lại cường quyền. Với từ trước kẻ thù, chúng ta có cụm từ dũng cảm trước kẻ thù. Với từ nói lên sự thật, chúng ta có cụm từ dũng cảm nói lên sự thật. Như vậy chúng ta vừa ghép từ dũng cảm vào trước và sau các từ để chúng ta có cụm từ. Như vậy các bạn thấy dũng cảm không những để nói về những hành động của người chiến sĩ, của nữ du kích, của em bé liên lạc, dũng cảm cứu nước, cứu dân, thì ngoài ra dũng cảm còn thể hiện trong đời sống, ví dụ như là cứu bạn, dũng cảm chống lại cường quyền. Trong bài khuất phục tên cướp biển mà chúng ta đã học, bác sĩ Ly đã dũng cảm bảo vệ lẽ phải, và dũng cảm trước kẻ thù, có thể là bảo vệ người dân khỏi cường quyền, hay là dũng cảm nói lên sự thật, tức là chúng ta sẽ dũng cảm nói lên điều đúng, điều phải, không gian dối. Đó cũng là một hành động dũng cảm. Chúng ta tiếp tục sang bài 3. Tìm từ ở cột A phù hợp với lời giải nghĩa ở cột B. Chúng ta có các từ gan dạ, gan góc, gan lì. Chúng ta có những lời giải nghĩa: chống chọi kiên cường, không lùi bước, gan đến mức trơ ra, không còn biết sợ là gì, không sợ nguy hiểm. Như vậy chúng ta thấy ba từ gan dạ, gan góc, gan lì, đây là những từ cùng nghĩa. Nhưng đối với mỗi tình huống, chúng ta sẽ sử dụng những từ ngữ cho chính xác, cho phù hợp với từng ngữ cảnh. Với bài số 3 này, chúng ta sẽ có 3 lời giải nghĩa cho 3 từ. Bây giờ chúng ta sẽ nối những từ với những lời giải nghĩa phù hợp. Các bạn hãy nhanh chóng thực hiện. Chúng ta cùng sửa bài nhé. Từ gan dạ
có nghĩa là không sợ nguy hiểm. Gan gốc, chống chọi kiên cường, không lùi bước. Gan lì, gan đến mức trơ ra, không còn biết sợ là gì. Các bạn đã thực hiện chưa nào? Cô vừa hướng dẫn các bạn mở rộng vốn từ dũng cảm. Các bạn hãy thực hiện lại bài này vào vở bài tập. Chúc các bạn học thật tốt. Xin chào các bạn.